Một phút kiến thức về máy lạnh. Điều khiển máy lạnh bằng điện thoại. Phần 1. Chỉ với chiếc smartphone là bạn có thể điều khiển máy lạnh mà không cần phải sử dụng remote. Điện lạnh Anh Thắng mời bạn tham khảo bài viết tổng hợp các ứng dụng điều khiển máy lạnh bằng điện thoại sau đây nhé. Ứng dụng điều khiển máy lạnh trên iPhone. Animode. Animode là ứng dụng được hãng Color Tiger phát triển nhằm giúp điều khiển nhiều dòng máy lạnh các hãng khác nhau bằng hai chế độ là mắt hồng ngoại và thông qua Wi-Fi. Các chức năng điều khiển tương tự như một chiếc remote bình thường. Tất cả các tác vụ đều được tự động hóa, có tính năng nhận biết và điều khiển bằng giọng nói. Ngoài điều hòa ra còn có thể điều khiển cho các thiết bị âm thanh, ánh sáng khác như máy nghe nhạc, TV, máy chơi game, set-top box. Ứng dụng điều khiển máy lạnh trên Android. Smart Ear Remote là một ứng dụng được sử dụng phổ biến trong việc điều khiển máy lạnh bằng điện thoại Android. Ứng dụng hỗ trợ điều khiển hầu hết các dòng điều hòa trên thị trường. Khi sử dụng ứng dụng bạn có thể tắt, mở điều hòa hay điều chỉnh các chế độ làm lạnh một cách nhanh chóng. Smart Remote Ear được nhiều người dùng Android tải về vì có khả năng điều khiển máy lạnh từ xa. Ứng dụng tương thích với hầu hết các dòng điện thoại Android thông qua kết nối hồng ngoại được tích hợp sẵn bên trong điện thoại. Trên đây là các ứng dụng điều khiển máy lạnh không cần remote. Hãy chọn cho mình một ứng dụng phù hợp nhất với dòng điều hòa cũng như điện thoại của bạn nhé. Theo dõi Điện lạnh Anh Thắng để biết thêm thông tin chi tiết về các ứng dụng này.